việc thôi. Thằng ca đây, thằng ca hai nhá. Ôi, nước trong đấy. Còn quá, nước trong quá. Tiên bọn nào đi ta. Hôm nọ đoạn này vào nhiều lắm rồi. Không biết hôm nay còn vào không. Đầu tiên đoạn này không? Tôm thôi. Lại tôm. Trong quá. Trong thì không có cá. Ăn nhau đồ này thôi. Tôm và cua. Đủ các loại. Đủ các loại rồi. Nước đục là ở đấy nha. Cái quá nước cứ đục. Ôi, tạm thời để đấy ạ. Tí mình sẽ chuyển trở xuống rồi. Nóng quá. Còn thua. Toàn đá này thằng nào. Không vào. Mù quá. Còn vừa đồ này thôi, ăn nhau đồ này thôi, lại tôm này chưa toàn tôm rồi. Mấy vừa được ba
qua. Chà, nó ở đây. Ui hù. Này. Tí vào vừa. Ui hù, tầm tôm này. Ui hù, cái này quá nhiều luôn. Ui hù. Tôm nó chắc. Cái này thì vào nhiều nha. Bỏ tôm vào chạy rồi. Ai đâu được có, nó ngon. Ui, tần tôm à. Đầu kia vào nhiều hơn. Đầu trên vào nhiều hơn rồi. Lại tôm, lại tôm. Này là cái gì? Quá nhiều luôn. Úi dù. Bà lạng ấy. Cái bà lạng này ngon chứ. Cái nào cũng như thế này à. Có ngon. Một con trạch, một con lăng. Thì nhá. Rồi, mình đi thu bên kia đã, tí nào về mình sẽ đánh lại, con này trở lên. Ok, sẽ nốt cái bên kia. thằng tôm. Ôi, đoạn này nông quá. Sâu quá ra nông quá. Cái thứ tư. Lòi hư. Lòi này này. Ôi lùi mọc cỏ. Mọc rồi. Mọc đá, mọc đá. Ôi mọc đá, mọc đá rồi. Chả biết vào không đây. Chưa thấy đâu. Sạch sẽ này. Như là có người xem này. Có người. Úi, ăn nhau đồ này thôi. Chưa. Này là cái gì? Nha. Một tô một cá này. Úi dồi. Kìa nhá.
chuối. Chuối này chấm thế. Wow, sao bị dính cái này. Mẹ căng được. Ok, bốn cái đây. Hết rồi. Hẹn các bác video tiếp theo rồi. Dưới kia. Tiếp tục xem xuống dưới rồi.